Mày đứng lên mới được bạn ơi. Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình tiến hành bẻm chôm, mình phun thuốc hết thuốc rồi cô chú anh chị. Thì cái cây này mình đã hứa chừa lại cho một ông anh ở cây lậy Tiền Giang ha. Thì ngày mai anh sẽ qua anh bẻ cái cây này. Thì mình chừa nguyên một cây này ha. Và cái video này mình cũng có chèn trước đây khoảng nửa tháng á, thì có hai cái đoàn tới vườn mình chơi. Thì mình sẽ chèn vô để cô chú anh chị xem cái không khí tới vườn và cái cảnh bẻ trái cây ở quê như thế nào của chú anh chị ha. Thì hy vọng là cái video này sẽ chia sẻ về cái người nông dân làm ra trái cây như thế nào để cô chú anh chị mình xem tham khảo chơi ha. Thì hôm nay thì mình cũng anh chị nào có coi clip trước của mình thì hôm nay là 14 ngày ha. Thì mình đã cách ly thuốc an toàn. Thì mình tiến hành mình bẻ. Bên đây một lái bẻ nữa nè. Lái này thì tới vườn tự bẻ rồi vô bọc bán luôn. Cái này mình giao ở đâu chị? Gần đây ha. Đi mấy tỉnh miền Tây. Em đang quay anh, chọi vô máy em đi. Cái này tự hai vợ chồng anh chị lái này là vô có cái giọng cười đặc biệt. Chắc anh chị nếu mà có coi những cái clip trước của mình nha, biết cái chị này chỉ có giọng cười, chỉ đang luyện để thi cái thôi không nói nữa, nói hồi chị lên đồng cái chết luôn á. Đây thì ông chồng bẻ nè, lái này là tự bẻ vô luôn. Giờ mình quay sơ lược ha, rồi mình hỗ trợ mình đem một số này vô trong nhà, vận chuyển bằng xe rùa vô ha. Lúc trước thì cái đường mình xe Honda vô tới đây luôn á, nhưng mà do kiển mình để nó hơi chật á, cho nên mình vận chuyển vô trong sân. Thì bên đây mấy anh em đang bẻ bên đó của chú anh chị, bắt cái thang cao ha. Thì cái vườn này bẻ rất là cực của chú anh chị. Cây trung bình, cây cao khoảng 10 mét ha. Cái thang này là 9 mét rưỡi nè. Thì bắt là có chỗ cũng không tới của chú anh chị. Cho nên trèo cao ha. Rồi nhầm bữa mà ngay gió của chú anh chị, bẻ gió nó đưa ha. Rất là cực. Thì mấy anh em cũng phải bẻ nhiều năm ha, cho nên có kinh nghiệm thì mới dám leo cao như thế này. Của chú anh chị thấy cái thang mình chót vót như thế này nè. Lên nếu mà có gió thì nó sẽ sàn lắc ha. Rất là nguy hiểm. Cho nên cái nghề làm vườn nó cũng nhiều cái rủi ro của chú anh chị. Ví dụ như giông gió ha, thì nó ảnh hưởng cây trái nè. Rồi giá cả bấp bênh. Nói chung là nhà vườn làm tạo ra được một cái trái cây ngon cũng rất là kỳ công và phải gắn bó với nghề thì mới trụ được của chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết những năm gần đây ha, thì thời tiết rất là bất thường, cho nên giông gió nè ha, nó gãy nhánh nè, rồi mình bẻ nó cũng cực khổ lắm. Cho nên cái người nông dân làm thật sự, những người nông dân chân chính thì làm rất là khó khăn của chú anh chị. Thì bây giờ thì giá cả như thế này bán thì phân bón mọi thứ đều tăng cao ha, thì bán cũng có lời nhưng mà không có nhiều. Thì công việc ở vườn của chú anh chị thì việc leo trèo thì nặng dọc thì mấy anh em gánh ha, sẽ leo hái, còn mấy chị thì ở dưới lặt vô bịch ha, thì để đưa ra xe để vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ của chú anh chị. Thì mỗi người một công việc ha. Này anh lái anh chở về dựa của ảnh nè. Tổng cộng là
một chuyến vậy là 250. Chuyến anh chở nhiều là nhiêu anh Tâm? 300 là nhiều rồi ha. Vĩnh không? Vĩnh Phủ không? Mỗi cái nghề thì nếu mình làm thường thì mình sẽ càng ngày càng giỏi hơn của chú anh chị. Như xe này ha, đưa cho mình lên mình chạy, chắc chắn là chạy sẽ không được á. Vì vậy 250 mà chất cao như thế này ha, thì nó có cái độ lắc và đảo ha, rất là khó chạy. À, anh chạy mình thấy rất là gọn gàng ha. Chú anh chị thấy không còn thấy chiếc xe và người, chỉ thấy cặp bánh nó lăn thôi. Thì công việc ha, thì sáng thì mấy anh em tới vườn thì ăn sáng là cháo hoặc hủ tiếu của chú anh chị ha. Thì bẻ bây giờ là 11 giờ trưa thì bắt đầu ăn cơm trưa ha. Thì bẻ trái cây cũng tranh thủ thời gian của chú anh chị, vì xe phải có thời gian để xe đi ha, cho nên mấy anh em cũng ăn dội ngoài vườn luôn của chú anh chị. Rau cải tổ luôn, rau có cảo luôn anh em ơi, bứt rau tem. Đó. Đó. Ê, trời, giả luôn á. Vậy mới ghê. Đó. Rau vậy á mới ngon chứ rau rau mà. Thì cái anh áo vàng này là anh thường hay phun thuốc cho cái vườn mình của chú anh chị. Thì hôm nay ăn cơm ha, thì anh vẫn hái rau sẵn có với vườn mình à. Thì ăn nè, thì cô chú anh chị biết là nếu mình phun thuốc thì nó sẽ rớt rất là nhiều dưới đất ha, thì rau sẽ không dám ăn. Ở đây thì anh biết ha, cho nên cái vườn mình thực tế là cách ly rất là an toàn ha. Và cái vườn mình là không có nuôi gà của chú anh chị, không có nuôi con vật gì trên vườn ha. Cho nên rau nó cũng khá là sạch. Thường thì cái mình tưới phun á, thì mình phun ướt trên cái mô đất như thế này, thì nước trong thì nó cũng sạch của chú anh chị ha. Cho nên mấy ảnh ăn trực tiếp luôn, thì cũng... nếu mình rửa thì sẽ tốt hơn ha, nhưng mà nó cũng cơ bản là sạch đó. Thì buổi sáng thì mình sẽ hái khu trên này ha, còn buổi chiều trưa nắng với lại có gió thì mình sẽ qua bên cái khu bên đây, nó thấp hơn thì bẻ nó sẽ dễ hơn của chú anh chị ha. Làm vất vả mệt nhọc của chú anh chị ha, mà ngồi dưới bóng cây mát ăn cơm như thế này thì cũng là một cái niềm vui của những người lao động của chú anh chị. Vườn sạch mà không có thuốc rồi từ sau rồi cứ ăn ra thoải mái có gì đâu. Rồi sáng giờ là mấy cọng rau này là mấy ông trang hãng đi qua nhiều lắm nha. Trời ơi, còn quỷ nè, ăn mát lắm. Rau này sao mà không ăn gì, không? Rồi. Ngon chết. Thì cái vườn mình rau cần cua rất là nhiều của chú anh chị, cho nên mấy ảnh ăn với cơm ha, rất là ngon. Cái đoạn video này thì nửa tháng trước của chú anh chị thì có hai đoàn khách là ở Ba Tri và ở Sóc Trăng ha, tới vườn mình chơi. Thì hôm nay mình chèn lại để hôm trước mình có quay thì mấy anh chị nói là trong cái video mình phát nhưng mà mình làm không có kịp ha. Thì hôm nay mình sẽ chèn vô cái video hôm nay để cô chú anh chị xem cái không khí tới vườn chơi như thế nào ha. Thì sẵn mình chia sẻ của chú anh chị, thì đây là trước nay nửa tháng của chú anh chị nha. Đẹp rồi. Này mình vô vườn tự hái mình ăn liền nó rất là ngọt luôn. Dạ. Rồi hai người yêu lại chim hái của Bến Tre. Dạ. Cái lại ủa cái này là Bến Tre mà. Dạ Bến Tre em chủ vườn là Tú Trần. Vậy hả? Dạ dạ. À, chủ vườn anh là chủ vườn này luôn á. Dạ, dạ. Ok. Trời ơi. chủ vườn quay YouTube luôn mọi người ơi. Đây anh chủ vườn, đây anh chủ vườn Bến Tre. Ủa bạn ơi, có bả nào chín mới hái được nha mọi người ơi. Mà dơ quá thật gai luôn. Cái giống này là em chôm mới, em chôm Tiến Cường á, ăn cái nó có khác biệt với em chôm Thái không? À vậy hả? Dạ. Tú Trần bonsai. Cái trái nó cũng lớn hơn Thái. Dạ. Cái giống này nó đỏ lên nữa mới ngon. Dạ em thấy nó
nó ngọt quá nó ngán, nó dày lại nó vừa ăn vừa ngon dữ lắm. Do các anh chị từ xa tới của chú anh chị ha, cho nên mình cũng chiều khách tới vườn chơi. Chứ bẻ mà chôm chôm còn xanh như thế này ha, thì nó đang phì, mình bẻ thì nó sẽ rất là nhẹ, không có ký của chú anh chị. Nhưng mà của chú anh chị tới chơi thì mình cũng chiều khách ha. Do cái kỹ thuật làm nghịch vụ của chú anh chị, cho nên cái vườn mình đào mương rãnh rất là nhiều, cho nên mấy chị đi không quen nè, thì có một cái chuyến trải nghiệm đầy thú vị của chú anh chị ha. Tú Trần bên xe. Thì mình lưu ý của chú anh chị ha, cái đoạn video này là cách nay nửa tháng ha, thì mình chèn vô để của chú anh chị tìm hiểu cái không khí khi tới vườn mát như thế nào ha. Thì bây giờ tiếp tục trở lại công việc ngày hôm nay của chú anh chị ha. Thì khu này là khu chôm chôm thấp ha. Đây là tiếng cường. Chôm tiếng cường đang chín ha. Hôm nay mình cũng có bẻ trăm mấy nè. Trên đó thì chôm chôm thái. Thì sau khi phun thuốc mười mấy ngày ha, hôm nay nó chín rực hết cô chú anh chị. Hôm nay mình chôm tiếng cường thì nó phải đỏ vậy ăn mới ngon nha. Hôm nay mình bẻ một vài cây nè, chùm nó rất là nặng cô chú anh chị. Chùm chôm tiếng cường nó rất là nặng ha, chằn, nó tằng tằng nặng lắm. Trái già thử trái rồi. Gơm. Chứ anh chị thấy cái hạt nó rất là nhỏ ha, gơm dày. Rất là dễ tóc. Thì cái vườn mình là không có làm cây giống bán của chú anh chị, cho nên đôi khi mình nhắc tới chôm chôm tiếng cường nhiều ha. Thì có khi anh chị nói mình quảng bá cái giống hay gì, thật sự là không có của chú anh chị nha. Bởi vì cái vườn mình làm mình thấy cái giống nào hiệu quả, năng suất và chất lượng ngon thì mình chia sẻ của chú anh chị. Để anh chị nào có ý trồng thì mua về trồng, chứ bên mình cũng không có bán cây giống ha. Và mình cũng không có liên kết với một anh chủ cây giống nào. Cho nên mình chỉ thấy như thế nào thì cái tâm của người nông dân để chia sẻ của chú anh chị. Những cái cây mà cái giống nào mà nó đạt ha, thì mình quay cho cô chú anh chị mình xem. Trước hết là mình xem tham khảo chơi, còn anh chị nào có ý định trồng thì cũng biết được một vài giống hiệu quả thì do mình giới thiệu ha. Thì cái vườn mình là để cỏ rất là nhiều của chú anh chị, thì cái cỏ là nó tạo cái tơi xốp cho đất ha, cho nên cái vườn mình ít khi nào mình phát cỏ sạch lắm, chỉ phát sơ sơ thôi để nó giữ độ ẩm, và nó khi mà những cái lá già nó mục xuống thì nó thành phân hữu cơ ha. Thì chôm chôm tiếng cường nó ra bông rất là rộ của chú anh chị, cho nên mình thu hoạch cũng rất là mau nha. Cho nên trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày là cái vườn mình sẽ thu hoạch hết chôm chôm tiếng cường ha. Và thái thì cũng còn khoảng vài trăm ký thôi.
vì khi mình vô bẻ là một ngày mình bẻ gần 1 tấn á, cho nên mình bẻ cái vườn mình cũng không có nhiều, khoảng là 4 tấn thôi. Thì mình bẻ liên tục 2-3 ngày thì còn cái tớp sau thì nó chín trong vòng 1 tuần thì nó sẽ hết cô chú anh chị nha. Cho nên cô chú anh chị nào có ý định tới vườn chơi thì tranh thủ ha. Thì bẻ xong rồi chiều mấy anh em cũng lấy gai một vài lon cho ấm ấm rồi đặng ngày mai bẻ tiếp cho chú anh chị ha. Thì cũng đơn giản vậy ha. Thì là một ngày cực khổ thì chiều cũng trông đợi những cái giây phút này, thì bên đây là lấy gai ha, còn chờ bà lái bà ta tiền nè. Giây phút này mới hồi hộp nhất. Mong đợi chứ hồi hộp gì. Dạ, mong đợi nhất. Cực khổ ngày cũng chờ bà lái. Chiều cũng có công việc cho nên mấy anh em về, còn có mấy anh em ở lại chơi. Thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo để chia sẻ cô chú anh chị. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.